bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coralshop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi viêm bổ não Samsung Galaxy A1 có chữa được chứng đau đầu hay không? Vâng, thưa các bạn, như các bạn cũng biết thì qua những video trước Ngọc Hoa đã giới thiệu cho các bạn về thành phần của viên bổ não Samsung Galaxy A1, thì đây là một sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thảo dược, và trong đó phải kể đến đó là thành phần rễ cắt cánh, phòng phong, ngưu hoàng và linh dương giác. Đó là những thành phần giúp an thần, giúp tinh thần được sảng khoái, thư giãn. Và nó chính là những thành phần giúp cho chữa được chứng đau đầu của các bạn. Như các bạn cũng đã biết, công dụng của sản phẩm Samsung Galaxy A1 trong tiêu chí đó đầu tiên chính là chữa chứng đau đầu và rối loạn tiền đình, đúng không ạ? Vậy thì với những cái thành phần như là rễ cắt cánh, phòng phong, ngưu hoàng và linh dương giác, nó sẽ giúp cho tinh thần của các bạn thoải mái hơn và thư giãn hơn, nên triệu chứng đau đầu của chúng ta nó sẽ được giảm thiểu tối đa và nó sẽ dần dần biến mất nha các bạn nhé. Đối với những người mà hay phải lao động trí óc thường xuyên, hay là những người phải làm việc trong môi trường áp lực rất là căng thẳng, hay bạn vừa gặp một biến cố trong cuộc sống, thì tinh thần của các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, căng thẳng. Bạn sẽ thật sự là cảm thấy cơ thể của mình đi xuống. Nếu như bạn sử dụng viên bổ não Samsung Galaxy A1, nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng đó cho bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó sẽ giúp bạn thoải mái về thần kinh, thư giãn, sảng khoái và tập trung hơn trong công việc, cũng như là tập trung để giải quyết những cái biến cố của mình đấy. Vậy thì nếu như bạn sử dụng sản phẩm đúng theo quy trình và hướng dẫn của chúng tôi, thì cái tình trạng đau đầu của các bạn sẽ được giảm thiểu một cách tối đa và dần dần sẽ không còn nữa. Vâng, thưa các bạn, với tiêu chí của chúng tôi đấy là chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất để mang tới tay các bạn, nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình các bạn. Chính vì vậy, ngoài việc giới thiệu cho các bạn về sản phẩm viên bổ não Samsung Galaxy A1, chúng tôi còn đưa ra những câu trả lời để nhằm trả lời cho những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về sản phẩm. Ngoài ra, các bạn còn muốn tìm hiểu thêm một số thông tin nào nữa về sản phẩm viên bổ não Samsung Galaxy A1 thì các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến Coralshop 24 giờ, hoặc gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách cụ thể và chi tiết nhất về sản phẩm viên bổ não Samsung Galaxy A1 hay bất cứ một sản phẩm Hàn Quốc nào mà các bạn đang băn khoăn tìm hiểu về thông tin của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.